Thưa quý vị, ngay sau khi thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy, Sắc Thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng chục ngàn phụ huynh trên cả nước đã bày tỏ bức xúc và lo lắng khi chưa nhận được tiền học phí hoàn lại mà đơn vị này còn nợ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện APAC Leader còn nợ gần 95 tỷ đồng tiền học phí của phụ huynh và hàng chục tỷ đồng lương giáo viên, nhân viên và tiền mặt hạ bằng. Nhiều phụ huynh đang đứng ngồi không yên vì không biết phải đòi tiền từ ai. Hơn 100 triệu đồng là số tiền mà APAC Leaders còn nợ phụ huynh này. Năm 2021, anh đăng ký cho con học tại cơ sở APAC Cộng Hòa với học phí chọn gói IELTS 6.5 là 126 triệu đồng sau khi đã trừ đi khuyến mãi. Học được 10 buổi thì vướng dịch, cháu chuyển sang học online và tiếp đó là đóng cửa không thời hạn. Không có đầu mối, cũng không biết đến chi nhánh nào để lấy lại tiền. Mãi sau, anh mới liên hệ để hoàn thành các thủ tục hoàn phí, nhưng cho đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được đồng nào từ phía APAC Leaders. Tôi tham gia rất là nhiều các cái buổi mà đến trung tâm để mà đòi lại quyền lợi. Thì cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà rất nhiều phụ huynh người ta cũng có cùng cái suy nghĩ của mình. Sau khi ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt, hàng ngàn phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đều có chung câu hỏi: ai sẽ trả tiền cho họ? Và bao giờ số tiền học phí bị nợ sẽ được hoàn lại cho phụ huynh? Thậm chí trên Facebook, Zalo, phụ huynh còn lập nhóm hội phụ huynh bị APAC Leaders nợ tiền học phí với hơn 1.300 thành viên tham gia để chia sẻ thông tin với nhau. Các phụ huynh cho rằng vụ việc cần sớm được làm sáng tỏ, những cá nhân gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi mà mình quyết định cho con mình đi học có nghĩa là không phải ai cũng có tiền. Người ta sẽ cà thẻ tín dụng, ví dụ như là trường hợp mà của tôi thì tôi cà thẻ tín dụng cho con tôi đi học. Thì cà thẻ thì mình đã cà hết rồi, thì mình chỉ trả góp hàng tháng như vậy. Nhưng mà khi mình nhận được thông báo thì trả hoàn tiền mỗi quý 5% thì nó không bằng cái số lãi để mà nhận lại cho cái khoản thẻ tín dụng đã cà nữa. Nó làm mất lòng tin. Mất lòng tin, bây giờ tôi không có đóng cho trường nào nhiều cả. Tôi chỉ đóng ít thôi, học tháng, hai tháng, rồi đóng tiếp. Chứ mình đâu có biết được là nó có tồn tại lâu hay không. Mặc dù là phụ huynh ai cũng kỳ vọng là lâu, nhưng trung tâm không lâu. Tính đến nay, chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, có 39 trên 41 trung tâm APAC Leaders dừng hoạt động. Phụ huynh của 4.400 học sinh muốn rút học phí. Tổng số tiền APAC Leaders phải trả cho phụ huynh tại đây là hơn 108 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị này còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2 năm 2023 là hơn 11,5 tỷ đồng và tiền thuê mặt bằng là 9 tỷ đồng. APAC Leader đề xuất phương án trả nợ dần từ năm 2025, mỗi quý sẽ trả cho phụ huynh 4,5 triệu đồng cho đến khi hết. Được cấp phép từ năm 2016, trên trang web APAC Leaders cho biết có 120 trung tâm trên cả nước với khoảng 120.000 học viên. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trong phần bào chữa của các luật sư và tự bào chữa của chính bản thân các bị cáo, tất cả đều mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ và nhận mức án thấp nhất. Bào chữa cho bị cáo Vũ Khánh Linh, cựu phó trưởng phòng thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ với mức án đề nghị của Viện Kiểm sát từ 3 đến 4 năm tù treo. Luật sư cho biết không tranh luận gì thêm về phần luận tội của Viện Kiểm sát. Nêu quan điểm thêm về trường hợp của bị cáo Vũ Khánh Linh, luật sư cho rằng khi bị khởi tố, bị cáo đã nhận thức sâu sắc hành vi phạm tội của mình, nhanh chóng cùng gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, phối hợp tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình xét xử. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo này đang có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đang bị bệnh không có người chăm sóc, bản thân cũng đang bị bệnh và có nguy cơ bị ung thư, lý lịch nhân thân tốt, trong quá trình làm việc có nhiều thành tích xuất sắc, nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét chấp nhận cho bị cáo Linh hưởng mức án như đề nghị của Viện Kiểm sát. Đối với các bị cáo thuộc nhóm cựu lãnh đạo các đơn vị phòng ban của Ngân hàng SCB, trong phần biện hộ, các luật sư cùng bản thân bị cáo cũng không tranh luận gì thêm phần luận tội của Viện Kiểm sát. Tất cả đều nêu lý do và nguyên nhân khách quan dẫn đến sai phạm và dẫn chứng những tình tiết giảm nhẹ mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về với gia đình, xã hội,
Hôm nay phiên tòa tiếp tục phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo cuối cùng trong số 85 bị cáo của vụ án. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Thưa quý vị, trong năm 2023, có khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương với khoảng 900 trẻ em tử vong và gần 1.200 trẻ em bị thương. Trong số đó có gần 1.500 trẻ em là học sinh bậc trung học phổ thông. Chính vì vậy, việc tăng cường vai trò quản lý giáo dục an toàn giao thông từ trong nhà trường cần được đẩy mạnh và định hướng hơn nữa. Không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy trên 50 phân khối. Những vi phạm không khó để bắt gặp ở học sinh sinh viên điều khiển phương tiện mô tô xe máy. Chính việc điều khiển phương tiện theo kiểu bản năng và không được huấn luyện bài bản như hiện nay đã dẫn đến rất nhiều vi phạm và nguy hiểm cho các em học sinh. Để đối tượng học sinh sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, cần định hướng trang bị cho các công dân về đạo đức tham gia giao thông, về niềm tin, tư tưởng thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Sau khi đánh giá toàn bộ quá trình mà chúng ta triển khai cái công tác phối hợp giữa ba bên, giữa Ủy ban An toàn Quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo và Honda ấy, thì mình thấy rằng là những cái kết quả đến nay thì cũng đã rất nhiều và đáng ghi nhận. Nhưng chúng ta cũng còn phải làm nhiều hơn nữa trong việc là nâng cao cái hiệu quả và cả hiệu lực của công tác giáo dục an toàn giao thông đối với một cái nhóm đối tượng hết sức đặc biệt, đó là đối tượng học sinh trung học phổ thông và thanh thiếu niên trong lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Tại hội thảo tăng cường vai trò quản lý giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do phạm vi thực hiện trong các nhà trường nên công tác tuyên truyền phải gắn liền với công tác giảng dạy, giáo dục, cần có sự lồng ghép nội dung, lồng ghép theo mục tiêu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, tích hợp, gắn liền với các chuyên đề. Việc đầu tiên đấy là giáo dục các em học sinh trong nhà trường về ý thức chấp hành an toàn giao thông và pháp luật về an toàn giao thông. Nội dung thứ hai là phổ biến các kiến thức chấp hành giao thông cho các em. Và cái đặc biệt đối với Honda Việt Nam hỗ trợ rất là nhiều cho Bộ Giáo dục Đào tạo, cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong cái việc là bồi dưỡng các cái kỹ năng tham gia giao thông cũng như là kỹ năng xử lý các tình huống của các em học sinh khi mà tham gia giao thông. Trong năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã triển khai mạnh mẽ và hiệu quả chương trình giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh như Tôi yêu Việt Nam, An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, mô hình cổng trường an toàn. Để công tác này ngày càng tốt hơn, cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa các bên liên quan và cần có sự nhận thức nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa ở từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và từng gia đình.